Ở đây nổi tiếng là lẩu này nè. Em biết là mọi người sẽ thích lắm á. À Long nè, tao tranh thủ giải thích cho mày hiểu nha. Trời đất ơi, đâu rồi mà còn bắt tao học việc nữa. Thôi mày khỏi lo, với cái tài tư vấn như tao á, cỡ nào mà tao không nói được. Cỡ nào cũng nói được, nhưng mà phải nói đúng nha. Mày toàn là chém gió lung tung không à. Đúng rồi đó anh. Nghĩ gì sao? Nổ là bên em làm cái giường di động nhẹ tên à. Chị tháo ra rồi một mình chị giác cũng được. Cũng may là em nghe được, em đính chính lại. Không thôi là mất uy tín với khách rồi. Thì tại cái bà đó bà muốn gọn nhẹ, dễ như vậy nên tôi phải nói vậy để bà đặt hàng. Nè, tới chừng á bà nhận được cái giường, bà thấy cái giường quá đẹp, chất lượng thì hơi đâu mà bà chấp nhất cái vụ mà cái giường này có di động được hay không. Công ty mình vận chuyển cho người ta, mình cho người khiêng tới tận phòng của bà, rồi còn lắp ráp cái giường cho bà nữa. Tư vấn quá thông minh rồi còn gì nữa. Nè, không phải vì anh Nghĩa là tôi sa thải anh trong vòng một nốt nhạc đó nghe chưa. Tại ai kia muốn lấy lòng anh Nghĩa nên muốn dụ tôi nhận ông, nói là huấn luyện gì đó. Mà tôi thấy ông tào lao bí đao, có tiến bộ gì đâu. Chị đừng có hiểu lầm, thật ra thì em chỉ muốn giúp anh Long thôi à. Em sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cho anh Long về khoản tư vấn. Nè, Yến đó đã chỉ cho tôi rất nhiều phần tính toán mà người ta đã hứa với hai người rồi. Dòm đi, Yến vừa đẹp vừa tốt bụng, chứ không giống như ai kia. Nè, tôi sao hả? Ê, chị chủ nợ, kim sếp của em cũng vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nhưng mà chị đừng có la em hoài thì càng đẹp hơn. Thiệt hả em? Thôi, mày còn chém gió lung tung nữa, tao điều mày về xưởng ráng chịu nha. Đúng rồi đó anh, điều ổng về xưởng đi anh. Biết rồi. Ý, lẩu xôi rồi kìa. Mở nắp ra, mở nắp ra. Để em coi. Xôi rồi kìa. Nè. Yến nè, hôm nay chị chưa có cảm ơn em gì hết. Em là người tận tâm với công việc luôn. Dạ, chị đừng có nói như vậy. Được làm việc với anh với chị, được chỉ dạy á, em phải cảm ơn anh chị mới đúng. Em á, tối ngày khiêm tốn không à. Đưa chén đây, chị cho miếng này nè. Cái này á, là tấm lòng của chị đó. Đưa chén đây. Dạ. Ê, hey, cho tôi đi, cho tôi cái này đi. Cái này là cho em Yến. Còn em Long á, muốn ăn thì tự lấy ăn đi. Có tay có chân mà đúng không? Ủa, Yến, sao vậy? Sao em không ăn đi? Không lẽ em còn giận chị mà không ăn đồ ăn của chị gấp sao? Dạ, tại em thấy nó còn hơi nóng á, để em thổi xong rồi em mới ăn. Ê, Yến, Yến. Yến, em sao vậy? Dạ, em không sao. Yến có sao không? Nè, em còn xạo hả? Không sao mà sặc như vậy. Trời đất ơi, em không ăn ớt được đúng không? Hèn chi bà nhiệt tình thấy ghê hả? Biết người ta không ăn cay được, bà bỏ ớt cỡ đó hả? Cố tình đúng không? Không giết người ta hay gì? Cô ơi, cho con ổ bánh mì, nhưng mà không có lấy ớt. Dạ cô đừng có lấy ớt nha, con không ăn cay được. Rồi. Nè, đừng có nói bậy nha. Đó giờ tôi đâu có biết Yến có ăn cay được hay không đâu. Đúng không Yến? Dạ đúng rồi. Em không có nói chuyện này với chị Trâm. Anh Nghĩa không biết ăn ớt hả? Em xin lỗi nha. Đang nói chuyện em phân tâm em quên. Tại thường ở nhà ăn cơm á, là em hay múc ớt cho nội em như vậy á. Vậy giờ anh ăn được không? Không sao, em ăn đi. Cô không ăn cay được mà làm nhiều ớt như vậy làm gì? Không lẽ tính chơi xỏ mình sao? Mà không, nhìn Niến đâu phải ghét mình đâu. Với lại sao biết mình không ăn cay được? Chắc là tính nhiệt tình làm cho mình thôi. À, quên. Nói tới cay mới nhớ. Yến, em có nghe ông bà ta có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay. Dạ, em biết. Nhưng mà bây giờ khác xưa rồi. Người ta nói phụ nữ thông minh bây giờ là biết đánh son chứ không biết đánh ghen.
Hèn chi, cái môi chị phó giám đốc nhạt nhẽo ghê ha. Nói cái gì vậy? Anh á, bà làm gì vậy? Ở đây là chỗ công cộng nha, không được bạo hành nhân viên đó nha. Thôi 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 thôi, được rồi, ăn đi mọi người. Người ta nhìn kìa. Tôi chừng tôi đó. Nè, mọi người ăn đi. Mời Yến, Trâm. Anh Nghĩa, em muốn ăn tôm. À, để anh gấp cho em. Nè, đưa chén đi. Anh lột giùm em đi, móng tay em dạy em đâu có lột tôm được đâu. Lột giùm em đi mà. Anh lột cho. Em cảm ơn anh. Lột con nữa cho em đi. Tôm anh lột ngon thiệt á. Ngọt ghê. Thưởng thức cuộc đời 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên THVLI.